Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một giống hoa hồng mà chắc hẳn là cũng nhiều bạn có rồi. Cái giống hồng này là mình liên tưởng đến cái giống hoa hồng nhung thơm ngày xưa của các cụ. Đây chính là giống hồng autumn của Nhật Bản. Ai mà thích màu đỏ nhung sậm và mùi thơm như là hoa hồng nhung, cái kiểu mùi thơm rất đậm mùi và ngọt ngào ấy, thì lên trồng cái cây autumn này. Đây là một cây mình trồng trong chậu xi măng, phát triển thì rất tốt. Sau một thời gian trồng thì mình thấy nó rất chi là sai hoa, mùi thơm mạnh, phát triển mạnh mẽ, kháng bệnh tốt. Bạn nào mà thả bồn ấy thì phát triển cực mạnh luôn. Đây mình trồng trong một cái chậu 40 cm nên nó cũng có độ hạn chế. Mình cũng trồng lâu rồi. Mình sau một thời gian trồng thì mình phát hiện là cái giống này khi mà mầm chăm khỏe, hoa chùm rất sai. Rất thơm các bạn. Lũ hoa cứng cáp, vươn thẳng, không rũ xuống như nhiều giống hoa khác. Vườn nhà mình hiện tại thì cũng khá nhiều cây con nguyên bản của giống hồng này. Giống hồng này hoàn toàn có thể thay thế cho hồng nhung cổ Việt Nam. Mùa hè thì hồng autumn form hoa vẫn rất đẹp và sai. Chứ không như là hồng nhung cổ của Việt Nam là chỉ còn lưa thưa vài cánh hoa. Ê, hoa vẫn đẹp, tuy là form có xòe hơn nhưng vẫn thơm mạnh và sai hoa. Bạn nào yêu thích mùi thơm thì có thể sử dụng bông hồng autumn này để làm nước hoa hồng bôi lên mặt. Mùi thơm rất chi là dễ chịu. Cái nước hoa hồng thực ra là nó cũng rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Có thể uống, có thể làm đẹp bằng nước hoa hồng. Mình thường sử dụng autumn và sapa và cổ sơn la để làm nước hoa hồng và siro hoa hồng cho trẻ con uống thời điểm giao mùa như thế này. Các bạn cùng ngắm cây autumn nhà mình nhé. Nhà mình thì để dáng bụi thôi. Mình rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký kênh và comment để theo dõi và ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn.